Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, thì trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay đây thì tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng B, số tự động mà chúng tôi vừa mới mua về được quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E màu vàng cát. Chiếc xe được sản xuất năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này thì vừa mới mua về được xong đây, có thể nói là một chiếc xe siêu lướt các bạn nhé. Sản xuất năm 2021, đăng ký cuối năm 2021, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và tất cả còn rất là mới đây. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2021 đấy, và màu vàng cát, nội thất màu vàng kem đấy, rất là đẹp. Và ở cái phiên bản E số tự động này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ nội thất da cao cấp quý vị và bạn nhé. Đấy, vô lăng, cần số đều rất là đẹp này, đầy đủ hết option rồi. Camera lùi. Đấy, nội thất da cao cấp màu vàng. Đấy, màu vàng be đây quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe Toyota Vios số tự động 2021 này nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ luôn với quý vị và các bạn. Đấy, và đây thưa với các bạn, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu có 4,7 lít kết hợp nhé. Tức là tính trung bình 100km chỉ 4,7 lít thôi. Cho nên rất nhiều những người mua xe kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ là hay chạy bằng những chiếc xe Vios đấy ạ. Nhưng mà đa số là kinh doanh bằng chiếc xe số sàn thôi. Số sàn nó tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Đây là số tự động mà đã 4,7 lít rồi. Và nội thất thì rất là đẹp. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ luôn với quý vị và các bạn là chúng tôi vừa mới mua về nhé, còn chưa có dọn đâu ạ. Chưa có dọn rửa gì ạ. Đết lốp đấy ạ, lốp là 2021 luôn nhé. Cả một dàn lốp này là còn nguyên bản và còn rất dày. Chưa có dọn rửa gì đâu nhé. Lốp xưa cua còn mới tinh chưa hạ. Lát nữa thì tôi cho quý vị và các bạn xem ở cái phần khoang sau. Đấy, rất là đẹp và rất là mới luôn các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem ở cái phần khoang sau này nhá. Đèn hậu các thứ này đều rất là mới này. Phiên bản Vios E. Đấy, toàn bộ những cái cụm đèn còn rất là mới vì sản xuất năm 2021, đời cao. Cho nên là còn rất là đẹp luôn quý bạn nhá. Đấy là về cái phần cốp sau thì đây, thưa với quý vị và các bạn ạ. Toàn bộ cái đằng cốp sau này cũng còn rất là mới này, nguyên cả sách hướng dẫn sử dụng đấy ạ, còn mới luôn ạ. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn các bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên bản này, đấy, tất cả còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Keo chỉ thì chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều các bạn này. Đấy, đây là cái phần sau cốp các bạn nhé, không có chạy dịch vụ gì cả cho nên là còn rất mới đây. Toàn bộ những cái phần nỉ này, nỉ còn đều rất mới luôn các bạn nhé. Lốp xưa cua mới tinh chưa hạ các bạn ạ. Đấy, toàn bộ những cái phụ tùng ví dụ như kích rồi tip lốp này, lốp xưa cua này còn mới tinh chưa dùng, chưa hạ tí nào các bạn ạ. Đấy, còn rất là đẹp luôn ạ. Một chiếc xe có thể nói là siêu lướt các bạn nhé, còn nguyên bản, dàn lốp còn nguyên bản, lốp xưa cua còn nguyên chưa hạ các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng. Chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là đang dự tính đang bán khoảng 465 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E số tự động 2021 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Đấy, số điện thoại hotline đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318, số 320, đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên từ kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục xem về chiếc xe Toyota Vios 2021 này, rất là đẹp đấy. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô đều rất là mới này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi, cả màn hình đều có rồi.
Đấy, từ những cái bậc cửa này, chủ xe cũng đã dán này, lót sàn này, lót sàn da, bậc cửa chống xước đầy đủ hết cả luôn các bạn ạ. Không còn thiếu bất kỳ một cái gì nữa, quý bạn mua chiếc xe này về chỉ việc đổ xăng vào và chạy thôi các bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi. Về cái phần đây là cái lốp này các bạn này, là răng lốp các thứ này, cả bốn lốp còn nguyên bản này, đều sản xuất 2021 luôn các bạn nhé, lốp nguyên bản theo xe. Toàn bộ về những cái cụm đèn pha ở cái phiên bản E này thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi các bạn nhé. Đấy, phần đầu này, form này là form mới rồi, sản xuất 2021, form mới, và bản E đã được trang bị đèn pha bi xenon, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhé. Phiên bản số sàn thì chưa có những cái option này, cái bản số tự động thì đều có option này rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị các bạn xem về cái trái tim của chiếc xe Vios 2021 này, là một cái khối động cơ xăng đua VVT-i đây các bạn nhé, 1.5 đấy, số tự động. Và toàn bộ những cái ốc này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé, cam kết với quý vị các bạn là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, tất cả là còn nguyên bản. Đấy, rất là mới. Chúng tôi mua về là nó hơi bẩn một chút, là do chiếc xe này đang sử dụng cho nên là hơi bẩn một chút thôi. Đang chuẩn bị dọn các bạn nhé, cho nên là tôi tháo cái nắp máy này ra. Nắp máy tôi đang để ngoài đấy, bây giờ thì chứ còn là đầy đủ hết cả luôn các bạn này. Đấy, và bây giờ thì quý bạn xem này, chúng tôi cũng đang chuẩn bị dọn chiếc xe này. Quý vị và các bạn đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì nó sẽ rất là đẹp rồi nhé. Vậy bây giờ đang chuẩn bị dọn đấy. Đấy, cái nắp máy này để lại cho quý bạn xem, không quý bạn lại bỏ sao được cái nắp máy nó đâu. Nắp máy là đang tháo ra, anh em đang chuẩn bị dọn máy và dọn nội thất. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng chỉ việc dọn máy và dọn nội thất thôi các bạn nhé, chứ còn rất là mới, rất là đẹp rồi. Toàn bộ cabo đây ạ, cabo này là cũng còn nguyên bản hết này, ốc cabo nguyên bản này, toàn bộ nguyên bản hết ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì mời quý vị và bạn qua 320 Nguyễn Xiển để xem ngay các bạn nhé. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.